Ok, và khi bước vào MC, cái điều đầu tiên mà em Phương muốn nhắc nhở anh chị em đó chính là cái sự chuẩn bị của chúng ta. Nếu như ngày hôm nay chúng ta nhận một cái lưu trình MC nào đó thì chắc chắn chúng ta phải chuẩn bị đúng không ạ? Chuẩn bị điều gì đây? Thứ nhất đó là chúng ta chuẩn bị trang phục, chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị một cái năng lượng ngút ngàn để chúng ta bước vào phòng Zoom. Em Phương không biết rằng ở ngoài chúng ta vừa cãi nhau với con, vừa cãi nhau với chồng, vừa cãi nhau với vợ hay bạn bè hay người yêu thì không biết. Nhưng mà chỉ cần vào Zoom, vào ống kính camera thôi thì lập tức khuôn mặt chúng ta phải biến đổi ngay, đúng không ạ? Phải tươi cười, phải tích cực, phải năng lượng ngút ngàn để chúng ta truyền được cái động lực, truyền được cái cảm hứng đó, truyền được cái năng lượng đó cho tất cả anh chị em có mặt ở trong phòng Zoom. Đấy là nhiệm vụ cao nhất của người MC. Và nếu như mà chúng ta không làm được điều đó thì ngay lập tức chúng ta hãy nhắn tin rút lui, nói rằng ngày hôm nay chúng ta không làm được vì tâm trạng của chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc, chúng ta không thể truyền năng lượng được cho các thành viên trong Zoom, đúng không ạ? Thì đấy là cái điều cần thiết và quan trọng nhất của một MC. Đó. Thứ hai đó chính là khi mà chúng ta vào phòng Zoom rồi thì chắc chắn điều đầu tiên giống như em Phương ban nãy làm đó là chúng ta PA phòng Zoom, đúng không ạ? Chúng ta PA là phòng Zoom đã mở, chúng ta sẽ vào sớm trước khoảng 10 đến 15 phút giống như ban nãy em Phương có vào sớm đúng không ạ? Vào sớm trước 10 đến 15 phút và chúng ta sẽ PA phòng Zoom đã mở và kêu gọi tất cả anh chị em có mặt ở trong phòng Zoom sớm nhất. Đó, và sau khi mà chúng ta kêu gọi rồi thì chúng ta dĩ nhiên là chúng ta phải chụp một bức hình và viết một content rất là thu hút, thì đấy là cái điều mà bắt buộc của một MC. Chúng ta chờ cho các thành viên vào trong phòng Zoom và đồng thời nhờ họ phối hợp với mình để cùng bia cái phòng Zoom này. Không chỉ là mình bia mà mình yêu cầu, gọi là yêu cầu họ hỗ trợ phối hợp với chúng ta, với ta để cùng bia phòng Zoom để chúng ta gì ạ, nhanh chóng có thêm người vào trong phòng Zoom. Tiếp theo đó chính là gì ạ, chúng ta ổn định phòng Zoom khi mà các học viên, khi mà các khách mời đã có mặt ở trong phòng Zoom, đặc biệt là phòng Zoom OBP. Phòng Zoom OBP hàng ngày chúng ta sẽ có khách mời. Nếu chúng ta nhận được thông tin rằng ngày hôm nay có bao nhiêu khách mời của ai thì chúng ta hãy nhắn tin cho người đó ở trên nhóm, hoặc người đó đã vào phòng Zoom mà khách chưa vào, chúng ta hãy kêu gọi họ, kêu gọi họ rằng là hãy nhấc máy điện thoại lên, hãy gọi cho khách mời có mặt đúng giờ, đúng không ạ? Đó, thì đây là cái điều mà của một MC. Khi khách mời đã có mặt ở trong phòng Zoom rồi, chúng ta không cần thiết phải chờ tất cả khách mời có mặt, chỉ cần một khách mời có mặt thôi thì chúng ta sẽ làm việc luôn, đó là chúng ta chào hỏi, đúng không ạ? Chúng ta ổn định phòng Zoom này, không không để bật mic quá nhiều này, sau đó là chúng ta chào hỏi, kéo gần cái khoảng cách giao lưu, kéo gần khoảng cách giữa chúng ta và khách mời trong khi chúng ta chờ khách mời khác, được không anh chị em? Đó, và chúng ta giới thiệu tên tuổi. Đương nhiên khi bắt đầu vào phòng Zoom chúng ta phải giới thiệu tên rồi, giới thiệu tên tuổi. Đầu tiên khi mà chúng ta giới thiệu, giống như em Phương ban nãy giới thiệu là em Phương xin giới thiệu, em Phương tên là Phương, tên đầy đủ là Trần Phương. Chúng ta nhấn mạnh tên đầy đủ của chúng ta một lần nữa thì nó sẽ ghim vào đầu khách hàng, vào đầu các thành viên của chúng ta, được không ạ? Em Phương tên là Phương, tên đầy đủ là Trần Phương. Rất là vui khi mà ngày hôm nay được vào phòng Zoom, được giữ vị trí MC để kết nối phòng Zoom chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Ví dụ như thế. Đó, chào hỏi. Và để kéo gần khoảng cách nhanh nhất đó chính là chúng ta gì ạ? Khen ngợi khách hàng. Ví dụ ngày hôm nay có khách hàng của chúng ta có xinh gái, đẹp trai thì chúng ta hãy khen họ một câu. Nếu như mà chúng ta cảm thấy rằng là họ cũng chưa đủ xinh gái, đẹp trai để chúng ta khen thì chúng ta có thể khen bất kỳ điều gì. Ví dụ như là tóc của họ rất là style đúng không ạ? Ví dụ cái áo của họ mặc rất là nổi đúng không? Son môi của họ rất là đẹp, mắt của họ rất là đẹp, mũi của họ rất là cao đúng không? Rất nhiều thứ để chúng ta khen. Họ cười rất là tươi, họ vào Zoom rất là sớm đúng không? Khen cái sự nhiệt tình, cái sự khát khao của họ, rất nhiều thứ để chúng ta khen. Mà khi chúng ta khen thì khách hàng cảm thấy là bị phá băng rồi, họ không còn cái cảnh giác với chúng ta nữa và họ sẽ mở lòng hơn để họ tâm sự với chúng ta. Thì đấy là cái điều mà chúng ta, những người MC là chúng ta nên làm khi mà chúng ta vào trong phòng Zoom với một cái người khách lạ, được không anh chị em? Đó. Và khi mà chúng ta giới thiệu tên tuổi chúng ta thì đương nhiên là chúng ta sẽ tiền OBP một chút bằng cái việc là hãy nói về cái câu chuyện của chúng ta, cái lý do mà em có mặt tại đây. Ví dụ lý do ngày hôm nay em Phương có mặt ở đây, em Phương trước đây thì cũng làm cái nghề này nghề kia,
Đó, nhưng mà em Phương rất là mong muốn, rất là khát khao có được một môi trường phát triển bản thân, đúng không ạ? Có được một cái công việc có thể tự do, ngồi nhà có thể làm được mà không bị áp lực. Do vậy em Phương đi tìm kiếm, mà rất là may mắn là em Phương đã tìm kiếm được cái môi trường công việc tuyệt vời như thế này, đã giúp em Phương vừa phát triển bản thân lại vừa vừa làm việc được. Đấy là cái khâu mà kể câu chuyện của mình, đúng không ạ? Kể câu chuyện ngắn gọn của mình, thì cái việc kể chuyện thì sẽ được học trong cái khóa huấn luyện MCOBB này, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta kể chuyện cái lý do mà tại sao chúng ta có mặt ở đây. Có thể rằng cái lý do đó có giống như cái lý do của khách hàng hay sao, đúng không ạ? Có rất nhiều khách hàng vào đây cũng đi tìm cái môi trường phát triển bản thân và bảo môi trường này cũng giống như môi trường của Phương đã tìm, thì mình sẽ có lý do mình ở lại. Hoặc là tìm một công việc tự do về thời gian, tự do về tài chính, lại là có điểm chung với khách hàng thì sao? Khách hàng cũng có lý do ở lại, ví dụ thế. Hoặc là tìm có giải pháp cho sức khỏe, em bị bệnh dạ dày chẳng hạn. Thì cũng có cái điểm chạm với khách mời, đúng không ạ? Cái câu chuyện của chúng ta khi mà kể, nó phải có giá trị với khách hàng của chúng ta, nó có điểm chạm với khách hàng của chúng ta. Xoay quanh nó chỉ là môi trường phát triển bản thân, chỉ là công việc tự do, chỉ là giải pháp về sức khỏe, môi trường năng động tích cực, thế thôi, đúng không anh chị em? Đó, và khi mà chúng ta giới thiệu rồi thì chúng ta sẽ giao lưu khách hàng nhé, chúng ta giao lưu kéo gần khoảng cách và chúng ta cho họ được phát biểu. Xin chào anh Lê Vương, đúng không ạ? Anh có thể giới thiệu bản thân của mình, tên tuổi, anh đến từ đâu và lý do tại sao anh có mặt ở phòng Zoom này được không ạ? Đó, và họ sẽ giới thiệu là tên tuổi, lúc chúng ta sẽ MC sẽ là cái người ghi thông tin của khách mời vào một cái cuốn sổ chúng ta sẽ để sẵn ở bàn. Anh này là bao nhiêu tuổi, anh ấy đến từ như này nó, và trước đây anh đã làm nghề này và bây giờ anh ấy đang khát khao mong muốn tìm hiểu cái gì. Có những người họ mong muốn tìm hiểu môi trường, công việc hoặc là giải pháp về sức khỏe, chúng ta phải ghi rõ ra đấy để chúng ta đưa thông tin cho cái người trao đổi và người OBP, được không ạ? Chứ không phải MC chỉ ngồi chơi thôi nhá anh chị em nhá. Lấy thông tin khách hàng đó, mong muốn của anh ngày hôm nay là gì, và anh có thể dành cả buổi ngày hôm nay thực sự là nghiêm túc để tìm hiểu về cái sản phẩm này, tìm hiểu về môi trường, tìm hiểu về công việc ở đây, được không? Được chứ ạ, đúng không ạ? Được chứ ạ. Và nếu như họ nói rằng dành cả buổi là bao nhiêu ạ, thì dành cả buổi tức là cả buổi sáng hoặc cả buổi chiều hoặc cả buổi tối, và nếu như họ dành được thì ok, lốt lại là ok. Còn nếu như họ nói rằng là cả buổi thì không được đâu, chắc là chỉ dành được khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng thôi, thì chúng ta sẽ biết cách nhá, chúng ta sẽ biết cách hẹn khách hàng sang một buổi sau, thì anh sẽ liên hệ với cái người mời anh vào đây, sẽ hẹn anh vào buổi chiều hoặc là buổi tối, đúng không ạ? Bởi vì là cái thời gian mà anh dành cho buổi Zoom này quá ít thì em e rằng là nó không đủ để anh có thể hiểu được, mà anh không hiểu hoặc hiểu sai sẽ mất cái cơ hội của anh. Do vậy là để hiệu quả nhất và để cho anh nắm bắt được cái gì ạ, cái cơ hội ở đây, thì anh sẽ sắp xếp thời gian cho em cả buổi, đúng không ạ? Có thể là ngày mai, có thể là ngày mốt, không vấn đề gì cả. Anh cứ liên hệ với người mời của anh nhá. Thật sự là mình nghiêm túc về cái mặt thời gian giúp em Phương, đúng không anh chị em? Thì đây là cái cách mà chúng ta lấy cái thông tin của khách hàng như thế. Và sau khi mà chúng ta nói về cái quy định của phòng Zoom, đó là giờ này, đó là bật cam này, đó là để tên theo đúng quy định này, và chuẩn bị sách bút để ghi xuống những cái câu hỏi, những cái điều mà chúng ta đang không hiểu, để lát nữa sẽ có cái buổi trao đổi một một với chúng ta, với khách mời, được không ạ? Để họ yên tâm là nếu họ không hiểu thì lát nữa sẽ có người trao đổi một một trả lời các câu hỏi của chúng ta, được không anh chị em? Thì đấy là cái bước giao lưu khách mời, rồi bước nội quy của phòng Zoom. Chúng ta sẽ không quay phim chụp ảnh, bởi vì rất nhiều khách hàng họ sẽ giơ máy lên họ quay, hoặc là họ sẽ ghi âm, hoặc họ hỏi chúng ta, hoặc họ không hỏi. Vì thế chúng ta phải nói trước là rất là mong muốn yêu cầu là anh chị không quay phim chụp ảnh, bởi vì nếu anh chị muốn lấy cái slide, muốn lấy tài liệu này, thì sau cái buổi ngày hôm nay cái người mời anh chị sẽ gửi cho anh chị, chắc chắn sẽ có rất nhiều những cái video, những cái tài liệu sẽ gửi cho anh chị nghiên cứu, nên anh chị yên tâm nhá, anh chị sẽ không quay phim chụp ảnh giúp em, đúng không ạ? Thì mình sẽ nói trước để họ gì ạ, đang có ý định quay phim là họ dừng ngay ngay, ok không anh chị em? Đó. Sau đó là đến cái bước 4, đó là cái bước tiền OBP. Cái bước này cực kỳ quan trọng anh chị em nhé. Bước tiền OBP là gì? Sau khi chúng ta hỏi khách hàng về thông tin khách hàng, hiểu được cái nhu cầu mong muốn của họ, cái công việc hiện tại của họ, cái khó khăn thuận lợi của họ, thì lúc đó chúng ta sẽ tiền OBP rất dễ luôn. Đó.
anh thầy ơi. Thầy đang xem màn hình à? Thầy chỉ xem âm thanh thôi thầy. Được rồi. Ok nhá. Con ngồi đây đi con. Ok, đến mức tiền OBB này. Tiền OBB thì có mấy cái gạch đầu dòng như sau. Đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta đang đi tìm kiếm cái gì, đúng không ạ? Đó. Và tình hình công việc của chúng ta, tình hình cuộc sống của chúng ta như thế nào. Ví dụ như là công việc đang áp lực, đúng không ạ? Chúng ta đang đi tìm kiếm một công việc nó không áp lực, nó thoải mái về mặt thời gian để chúng ta có cái thời gian dành cho gia đình. Hoặc là chúng ta đang đi tìm kiếm một cái môi trường phát triển bản thân, bởi vì là bây giờ mà chúng ta không học thì chúng ta sẽ đi lùi với cái sự phát triển của xã hội. Mà những người thành công, những người thành công là những người họ có một cái tư duy phát triển, họ có được cái sự phát triển bản thân, đúng không ạ? Đó thì mình nói về cái việc quan trọng, cái sự quan trọng của cái việc học phát triển bản thân này, việc nhu cầu của họ về cái sự tự do về thời gian và tài chính này, đúng không ạ? Đó, và nếu như họ quan tâm đến sức khỏe thì mình nói thêm về vấn đề sức khỏe, đặt những cái câu hỏi ví dụ như là theo anh Vương, sức khỏe có phải là cái điều quan trọng nhất không, và với anh thì gì ạ? Sức khỏe được đặt lên hàng đầu hay là đặt lên hàng thứ hai hay gì gì đấy. Đó, chúng ta sẽ tiền OBB theo hướng của chúng ta, cũng theo cái nhu cầu mong muốn của họ, để họ thấy rằng ừ, đấy cũng là cái nhu cầu của mình, và đúng là cái mà mình đang đi tìm kiếm, đúng không ạ? Tiền OBB nhưng mà phải đúng cái nhu cầu họ đang mong muốn. Đó, thì khi mà họ nhận thấy rằng à, đây chính là cái cơ hội, đây chính là cái môi trường mà có thể đáp ứng được tất cả cái nhu cầu của mình, thì họ sẽ có cái lý do gì ạ? Đủ lớn để họ ở lại phòng Zoom của chúng ta đến cuối cùng. Đấy là cái bước tiền OBB nhá. Và tiền OBB là cái bước rất quan trọng, rất rất quan trọng luôn. Anh chị em hãy nốt xuống cho em Phương là rất quan trọng cái bước tiền OBB này. Nếu chúng ta không có bước tiền OBB này, có thể là khách hàng gì ạ? Chỉ ở lại với chúng ta khoảng vài phút thôi thì họ sẽ rời, bởi vì họ chẳng có lý do gì để họ ở lại trong phòng Zoom cả, đúng không anh chị em? Vì chúng ta không có cho họ lý do ở lại. Và sau bước tiền OBB rồi, khách hàng đã sẵn sàng mọi thứ rồi, chúng ta sẽ kêu gọi là thế thì anh Vương, thế thì chị Hương Ngát, sau khi mà đã giao lưu xong rồi thì anh chị đã sẵn sàng để bắt đầu vào cái buổi tìm hiểu, buổi chia sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay chưa ạ? Thì anh chị em hãy comment sẵn sàng giúp em, đúng không ạ? Thì họ sẽ comment sẵn sàng. Khi họ comment sẵn sàng tức là họ đã sẵn sàng, thì lúc đó chúng ta sẽ tee up cái người chia sẻ, đúng không ạ? Sẽ tee up cái người chia sẻ, chúng ta phải biết được thông tin người chia sẻ đó là ai. Chúng ta không biết tee up thì chúng ta sẽ hỏi tuyến trên của chúng ta là tee up chị đấy như thế nào. Đó, tee up cái người đó như thế nào thì tuyến trên của chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ học ở các phòng Zoom OBP, vào đấy học các MC, xem các MC tee up những cái người họ OBP, họ trao đổi thế nào, chúng ta ghi xuống và chúng ta sẽ lấy cái đó để gì ạ? Để chúng ta nói, được không anh chị em? Học từ các phòng Zoom tiếp áp cái người trao đổi, và sau khi tiếp áp người trao đổi thì cái năng lượng của chúng ta lên một chút. Lúc giao lưu được có thể năng lượng nó không lên, nhưng mà lúc mà tiếp áp và giới thiệu cái người trao đổi chia sẻ lên thì chúng ta phải năng lượng. Đó, chúng ta phải năng lượng nhá. Năng lượng thì nó sẽ nói to hơn, đẩy năng lượng lên cao hơn, vui hơn, nói nhanh hơn một chút, đúng không ạ? Đó, và đương nhiên là chúng ta rất là quen với những cái động tác là vâng, và chúng ta hãy cùng nhau giơ hai like lên để chào đón người chia sẻ rất là tuyệt vời của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay, đúng không ạ? Đó chính là anh Nguyễn Quang Huy. Đó, cái kiểu như thế, cái năng lượng của chúng ta nó lên và nó nhanh lên một tí là tự dưng có năng lượng ngay mà. Ok nhá. Và sau khi mà chúng ta, sau khi cái người chia sẻ xong ấy, thì cái người MC sẽ quản lý phòng Zoom, nó không phải là chơi đâu nhá, mà là quản lý phòng Zoom. Quản lý như thế nào? Đó là chúng ta sẽ tương tác với người chia sẻ. Tương tác với người chia sẻ, có cái điều gì hay đó chúng ta sẽ tương tác. Hai, đó là chúng ta sẽ quan sát phòng Zoom xem ai tắt cam hay không. Chúng ta sẽ yêu cầu họ mở cam, yêu cầu họ mở cam. Và không yêu cầu họ không mở cam được thì chúng ta sẽ nhắn tin lên mục chat là yêu cầu anh chị em mở cam. Sau 3 phút chúng ta không mở cam thì admin MC sẽ đưa anh chị ra khỏi phòng chờ, kiểu thế. Hoặc là chúng ta sẽ nhắn tin lên nhóm, đây là khách mời của anh Lê Vương, anh Lê Vương nhắn tin với khách mời giúp em là khách mời đang không tập trung hoặc khách mời đang không có bật cam. Đó, nếu trường hợp phòng Zoom của chúng ta có hai khách mời mà cả hai khách mời đều không tập trung hoặc cả hai khách mời đều tắt cam mà chúng ta yêu cầu không được thì chúng ta sẽ ngắt lời chủ giảng, hạn chế ngắt lời chủ giảng trừ trường hợp quá đặc biệt, ví dụ như không có ai nghe nữa
chủ giảng thì sẽ chia sẻ màn hình sẽ không nhìn thấy, bởi vì MC là cánh tay, là con mắt của chủ giảng đó, thì lúc đó mình sẽ ngắt lời chủ giảng là xin lỗi chủ giảng. Thì hiện tại thì em thấy sao trong phòng Zoom khách mời chúng ta đang không có hiện diện đó, thế thì chủ giảng sẽ tắt xem màn hình và chúng ta sẽ giao lưu khách mời tiếp. Nếu như khách mời vẫn còn cái tâm thái sẵn sàng lắng nghe và hiện diện thì chúng ta sẽ mời chủ giảng tiếp. Còn nếu như mà họ bảo là anh đang nhắn tin một chút, hoặc là anh đang vừa nấu cơm vừa nghe một chút, hoặc là anh đang trông con một chút gì đấy, tức là họ không tập trung, thì chúng ta sẽ dừng lại và không chia sẻ nữa. MC là người có quyền sinh quyền sát, đúng không ạ? Cho chủ giảng chia sẻ thì chủ giảng chia sẻ, không cho chủ giảng không được chia sẻ luôn, đúng không anh chị em? Chúng ta là cái người có quyền và quan sát phòng Zoom, chủ giảng không thể quan sát được. Nếu như khách hàng không ok thì bà chủ thì không có chia sẻ nữa, sẽ hẹn anh chị vào cái buổi khác nếu anh chị thực sự tập trung đó. Ok anh chị em nhé. Và trường hợp nữa là nếu như mà họ tập trung 100% thì sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ, và sau khi kết thúc xong thì chúng ta đừng vội mời người trao đổi luôn. Cái điều này rất nhiều MC đang gặp phải, nó giống như một cái máy ấy đó, và chúng ta phải giao lưu khách mời chứ. Sau khi mà chia sẻ xong chúng ta sẽ cảm ơn anh này anh kia đã chia sẻ, đúng không ạ? Rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ, rất là dễ hiểu. Đó, và chúng ta cũng kêu gọi các thành viên trong phòng Zoom chúng ta hãy thả tim, thả hoa để rồi biết những lời cảm ơn tới chủ giảng của chúng ta. Anh đã dành thời gian để cống hiến cho chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó, và sau đó thì chúng ta sẽ giao lưu. Vâng, và trước khi mà trả lời các câu hỏi nhé, chúng ta sẽ nói trước để khách hàng không có ao Zoom nhé. Trước khi để trả lời câu hỏi của anh Lê Vương, đúng không ạ, thì em Phương xin giao lưu với anh Lê Vương một chút được không ạ? Đó, xin chào anh Lê Vương. Thì sau khoảng một tiếng khi mà nghe chủ giảng anh Quang Huy chia sẻ thì anh Lê Vương có những cái cảm nhận như thế nào ạ? Đó, và họ sẽ nói cái cảm nhận của họ. Sau đó là cái điều gì khiến mà anh tâm đắc nhất trong cái buổi chia sẻ buổi chiều ngày hôm nay, anh có thể chia sẻ được không? Và lúc đó họ cũng sẽ nói và mình sẽ là cái người ghi xuống. À, anh tâm đắc nhất là sản phẩm, anh tâm đắc nhất là công ty, hoặc anh tâm đắc nhất là chính sách, kiểu thế. Đó, và sau khi anh tâm đắc rồi thì ngoài cái việc mà anh tâm đắc ra thì còn điều gì mà khiến anh năn tăn không ạ? Còn điều gì mà khiến anh không hiểu không ạ, anh Lê Vương? Lúc đó họ sẽ nói những cái điều họ đang năn tăn, điều họ đang không hiểu, tức là câu hỏi. Mình cũng sẽ ghi câu hỏi xuống, được không anh chị em? Mình cũng sẽ ghi câu hỏi xuống. Mỗi khách mời chúng ta chỉ giao lưu một chút thôi, không cần giao lưu quá nhiều. Cũng không có quá nhiều khách mời đâu. Đó, chúng ta sẽ giao lưu nhé. Đó, và khi mà chúng ta giao lưu và chúng ta nắm bắt được cái cảm nhận của khách hàng, cái câu hỏi của khách hàng rồi, đương nhiên cái người trao đổi họ đã có mặt ở trong phòng Zoom để họ nghe chúng ta rồi, họ sẽ không mất công mất việc để họ hỏi thêm khách hàng nữa đâu, đúng không ạ? Đó, và sau khi chúng ta hỏi xong chúng ta sẽ giới thiệu. Vậy thì ngay sau đây em cũng xin giới thiệu một cái người leader. Mình sẽ giới thiệu người leader là cái người như này như kia. Mình sẽ tee up leader đó cao một chút, và leader đó phải giúp được khách hàng trả lời các câu hỏi của khách hàng thì họ mới an tâm, được không ạ? Lúc đó mình đã biết các câu hỏi rồi thì mình sẽ biết cách tee up dựa vào các câu hỏi của khách hàng, được không anh chị em? Ví dụ khách hàng chỉ quan tâm sản phẩm thôi thì xin giới thiệu lên đây một vị leader, và leader đã sử dụng những cái sản phẩm của tập đoàn Junet có rất là nhiều hiệu quả. Và trước đây leader này hoặc là người anh hoặc là người chị này cũng đi tìm cái giải pháp về sức khỏe cho mình, cũng như là mẹ của mình cũng bị bệnh, hoặc gia đình mình hoặc là hàng xóm láng giềng cái kiểu thế. Và sau khi trải nghiệm thì đã có kết quả rất là tốt, và hiện tại thì leader đó đã giúp đỡ được rất nhiều những người mà có những cái sức khỏe không có tốt và tìm kiếm được cái sản phẩm này. Đó, cái kiểu như thế. Thì khi mình tiếp thế, cái người họ đang đi tìm kiếm sản phẩm họ khoái, đúng không? Và cái người này là có thể giúp được mình đây. Mình rất là muốn nghe cái câu chuyện của họ, ví dụ thế. Thì mình phải dựa vào câu hỏi của khách hàng để mình tee up làm sao cho phù hợp với cái câu hỏi của khách hàng, đúng không anh chị em? Chứ không phải là tee up giống như một cái máy đâu nhá. Không phải là lúc nào cũng tee up. Thầy Nguyễn Quang Huy là người thầy rất là tuyệt vời, là nhà coaching, là nhà doanh nghiệp và dẫn dắt đội nhóm. Đó, mình không tee up theo một cái công thức, một cái máy nào hết, mà mình sẽ tee up nó linh động, đúng không ạ? Nó linh động theo nhu cầu của khách hàng, đúng không anh chị em? Thì đấy là cái cách mà chúng ta tee up. Và sau khi tiếp xong thì chúng ta mời lên thôi. Và sau khi mời lên thì đương nhiên là sẽ để người trao đổi sẽ trả lời, giao lưu với khách hàng của chúng ta. Đương nhiên là chủ giảng, người trao đổi sẽ tập trung vào những khách hàng tích cực thì họ sẽ trao đổi tùy theo cái cách hiểu của họ.
Ok ông anh chị em. Đó, và sau khi xong thì chúng ta sẽ kết thúc cảm ơn, xin chào, và chúng ta sẽ nói rằng là người khách hàng đó sẽ liên hệ với cái người mà mời họ vào đây, nhanh chóng sở hữu cho mình một website để tìm hiểu, nghiên cứu thêm. Đó, đừng để mất cái cơ hội tuyệt vời này. Ngày hôm nay chúng ta chỉ hiểu một phần của nó thôi. Chúng ta cần có một cái thời gian để nghiên cứu. Nhưng trước khi mà chúng ta nghiên cứu thì chúng ta hãy sở hữu cho mình một website, bởi vì là chúng ta biết rằng là chính sách của Junet là chính sách xếp hàng, đúng không ạ? À, xếp trước thì đứng trước, à, xếp sau thì đứng sau. Do vậy nếu như mà chúng ta đã nắm bắt được một chút cái cơ hội ở đây rồi, chúng ta đừng bỏ lỡ nó. 800 nghìn cũng không giúp chúng ta gì ạ, à, giàu lên, chúng ta nghèo đi đâu, nhưng mà biết đâu đấy sẽ là cơ hội để giúp chúng ta đổi đời, thay đổi phong cách sống thì sao, đúng không anh Lê Vương nhỉ? Đó, thì trước khi rời phòng Zoom thì chúng ta sẽ trò chuyện với khách hàng như thế. Ok không anh chị em? Thì đấy là toàn bộ cái lưu trình mà MCOV, kể cả những cái thứ mà ngày hôm nay em lưu ý, em Phương cũng đã chia sẻ hết cho anh chị em rồi. Rất là mong là sau đây chúng ta sẽ vào phòng Zoom nhỏ, chúng ta sẽ thực hành với nhau.